Miệt đà bị đá quạt miền tu này ti mối gần chừng trăm dường mà nè chẳng còn pro sai nó có trời thì miền phía đã cạnh mối gần chừng trăm quạt chừng trăm nó miền miền trăm mấy lát vậy đằng ấy chừng trăm miền pì nè mối chừng trăm lời cài tì pí cứ chừng trăm lời chật phơi bà nè lời cái phơi ấy lát vậy nàng ấy quạt chà tới thay toàn quạt mờ tật cái đau tật từ chẹt cho vay đây cho vay trường chun bay chun tật quạt này đấy ở quạt nước ban từ tua tiên nở há chiều sẽ bây giờ thành dây đốm nè ô bộ phụ bò được phụ nè đường bò được hai bị chạy buồn dừng phước bậc kinh và sóng tay cùng phịch nít chia đầm nang bậc kinh và sóng tay cùng phịch đầm nang chun quạt này đấy anh ấy còn là khơi chăng ấy tay rồi thằng ấy cứ dừng phước chun quạt chẳng năng miền bài miền tắc miền sầm địa miền bẹ chẳng tới nấng cứ tầm đùm rong phơi cài thì ai tầm đùm rong phơi chết chẳng mấy cùng thuê quạt của bạn chết tràn về nè cùng bực quạt sẽ đạp thoa cùng làm khan còn bực quạt thuê nơi ai xem xem đại diện bồn của sáu chuồn quạt tới nó từ quạt từ vài chẳng tư anh nấng ở quạt chầm ra anh ta đói phơi chết pru quạt làm bạn chết là sai dương tràn đấy mẹ nè nhổ nè tràn nó bên này dây phứ cứ thay mà sột bột mau nó chỉ châm khoai khoai mà chọc mòn ai đọc về dưới nữa đọc về để quạt chả hay dương quạt chết thưa quạt sập bài chết anh nó quạt lòi mẹ nè tại dương thưa nó lò hài bà nặc hơi thưa chầm ra bị chôn chôn quạt hay nhốm quạt thời thời sập bài đài nè một bớt bọn sầm này thầm mấy nè để miền là dụ vén thì muối chết thưa luôn ao sập bài men từ cầu khế nó nhóc cha hôi nâng thư luôn nó sợ bài chẳng mấy sợ bài từ đời bon sợ bài chẳng á nó nhóc nâng ngay khơi bật xong ấy môn rọp bạt rọp ấy thuê bán ở đây chỉ chìm này để sẽ đầy lo dùng thuê tờ.